một đoàn kiểm tra liên ngành đã được thành lập, đầy đủ ban bệ, xe lớn, xe nhỏ đi lấy mẫu nước. Thấy có cơ quan chức năng, nhiều người dân đã kéo đến phản ánh và không quên mang theo những chứng cứ cho thấy nước máy có giun. Cái này đưa vào cơ thể và nhất các cháu nhỏ vào tai và mũi ảnh hưởng nghiêm trọng. Vâng, cả tháng là dùng giun, dân đã đề nghị vào và quá đơn và các về nhà máy nước và các cơ quan chính quyền thì phải vào cuộc ngay. Nhưng cái việc này là vào như này là quá chậm. Suốt cả tháng qua, người dân liên tục phản ánh tình trạng nước máy có giun đến công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình. Thế nhưng công ty chỉ đến lấy mẫu nước tại một số nhà và rồi cũng chẳng một lời phản hồi về kết quả. Theo đại diện công ty này, khi mà chưa biết rõ nguyên nhân, nếu dùng nước thì người dân chịu khó để ý giun. Tức là mọi người dân thị xã Ninh Bình giờ bắt đầu có kinh nghiệm tìm giun trong nước. Nói như thế cũng không đúng. Là bởi vì đã như thế rồi thì tất nhiên là không phải kinh nghiệm tìm giun, mà rõ ràng bây giờ đã có cái dư luận như thế thì tất nhiên mình khi sử dụng thì mình cũng phải để ý một chút. Đây là bản báo cáo kết quả kiểm tra mới được Sở Y tế Ninh Bình thực hiện. Theo đó, hai chỉ số quan trọng là độ đục và chất hữu cơ trong nước máy gần đây tăng đột biến so với trước. Vậy mà, cơ quan này lại không tiến hành ngay việc kiểm tra quá trình xử lý nước. Cái thời điểm này, năm 2016 là chưa làm cái việc kiểm tra và đánh giá quy trình của nhà máy nước, bởi vì lý do là năm nay là có cái kinh phí là không có để đánh giá cái việc mà chất lượng nước ấy. Tại một phòng lạnh, các ban bể bắt đầu ngồi bàn cách tìm nguyên nhân máy nước có giun. Còn bên ngoài, hàng nghìn người dân vẫn phải chờ đợi, vẫn phải ăn nguồn nước có giun và vẫn phải sống trong nỗi lo về bệnh tật.